Xin các bạn, nội dung của chủ đề video này là bật mí cái phương pháp mà bác sĩ sẽ làm cho bạn để giảm giúp cho các bạn là giảm ê buốt trong cái quá trình lấy cao răng. Bây giờ chúng ta đi luôn vào nội dung video nhé. Đầu tiên thì chắc chắn là giống như là các video khác mà mình đã chia sẻ rồi, để chúng ta có một cái cuộc lấy cao răng mà nó diễn ra êm ái và nhẹ nhàng ấy, thì chắc chắn là từ khi phía khách hàng, đó là từ phía bệnh nhân ấy, thì cũng nên có một cái tâm lý chuẩn bị thật là kỹ lưỡng. Chúng ta đầu tiên là phải có cái lịch hẹn với nha sĩ để bên phòng khám có thể chuẩn bị cho chúng ta đồ đạc dụng cụ đầy đủ. Rồi từ phía bản thân chúng ta cũng phải chuẩn bị nào là ăn uống những cái đồ ăn nó không có tính axit, rồi nó không có nhiều đồ có ga, giống như video trước là tôi đã từng chia sẻ với bạn, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ phải thông báo cái tình trạng sức khỏe của chúng ta cho nha sĩ, để nha sĩ cũng chuẩn bị tâm lý ngược lại với những cái tình huống đặc biệt cụ thể trên từng cá nhân một. Đó là cái bước đầu tiên. Rồi từ phía nha sĩ, cái phương pháp nào để giúp cho chúng ta, giúp các bác sĩ lấy cho bạn có một cái ca lấy cao răng nhẹ nhàng không ê buốt. Đầu tiên là nha sĩ phải phân loại xem là cái vấn đề của mình là nó nằm ở cái nhóm vấn đề nào, giống như là đánh giá như là viêm lợi thì độ mấy, cao răng thì độ mấy. Nếu viêm lợi độ nặng thì nha sĩ sẽ phải khuyên bạn chia nhỏ ra, chia thành nhiều lần, để giúp cho mỗi một lần như vậy là chúng ta sẽ lấy một lượng vừa phải thôi, để tạo điều kiện cho lợi nó tái phục hồi, để hôm sau chúng ta lại lấy tiếp. Chứ để lợi đang quá nhạy cảm, răng đang quá ê buốt nhạy cảm, đang bị viêm như thế mà chúng ta muốn lấy sạch luôn một lần thì đấy cũng là điều không nên, nó giúp cho chúng ta tăng cái sự ê buốt mà thôi, đúng không? Đây là đầu tiên là bác sĩ phải khám bệnh bạn, đúng không? Rồi bác nha sĩ sẽ phải tìm kiếm xem là liệu là bạn có vấn đề khác ngoài cái vấn đề viêm lợi đang nhạy cảm ê buốt hay không, giống như là bạn bị mòn cổ răng này, hay là bạn bị sâu răng này, những vấn đề này phải thông báo bạn. Và đến những cái điểm đó thì các bạn phải hàn chán hoặc là phải tránh nó ra, để chúng ta phải điều trị hàn chán đã, rồi chúng ta mới lấy cao răng. Đó, thì nó sẽ không ê buốt. Thì nếu bây giờ chúng ta có một tưởng tượng, chúng ta có một cái mòn cổ răng nó rất ê buốt rồi, mà chúng ta lại lấy cao răng trực tiếp vào chỗ đó thì chắc chắn là ê buốt, hoặc là cái răng của bạn đang dạn sẵn rồi hoặc đấy là một cái lỗ sâu, nó cũng sẽ gây tăng cái tình trạng ê buốt của mình. Đấy là khám bệnh nó rất là quan trọng. Trước khi tiến hành lấy cao răng thì cái bước nha sĩ phải chuẩn bị dụng cụ. Chuẩn bị dụng cụ rất quan trọng, là chúng ta sẽ phải hiểu là cái máy cắt cao răng ấy thì nó có những cái chế độ tốc độ, giống như quạt nhà mình có chế độ mạnh, chế độ nhẹ. Với những cái trường hợp ê buốt nhiều, cơ địa nhạy cảm thì chúng ta nha sĩ sẽ dễ dùng những cái chế độ tốc độ nó chậm thôi. Tuy rằng là lấy cao răng nó sẽ lâu hơn, thế nhưng mà nó sẽ giảm ê buốt cho khách hàng, đúng không ạ? Lựa chọn cái đầu lấy cao răng cũng là điều quan trọng. Đầu cao răng nó có nhiều loại kích thước, nhiều loại hình dáng, thì đầu ấy, cái kích thước thì nó phải nhỏ để làm sao đi được vào các khe kẽ một cách nhẹ nhàng. Cái đầu cao răng mà nó to ấy thì nó sẽ tác động mạnh, nó sẽ làm gây ra một cái lực mạnh hơn. Đấy, nếu các bạn có thể quan sát cái video này, chúng ta sẽ thấy quan sát đây là một cái đầu cao răng mà cái đầu nó khá là vuông ấy, nó khá là vuông rồi này. Cái đầu nó có kích thước rất là nhiều khác nhau, có loại đầu to, có loại đầu nhỏ. Thì đầu càng to thì cái lực mà tạo ra sẽ càng lớn. Rồi bây giờ mình đạp đi, bạn đạp đi cho mọi người thấy. Đấy, để sau khi đạp thì nó sẽ ra cái tiếng xịt. Rồi chúng ta sẽ điều chỉnh cái tốc độ. Đấy, nào, bạn nhẹ nào. Nước sẽ phun ra rất ít và tốc độ sẽ nhẹ hơn. Nghe cái tiếng kêu kít sẽ nhẹ hơn. Đấy, giờ ta tăng mạnh lên. Rồi, các bạn thấy đây chưa? Sẽ khác nhau về cái tốc độ và cái tiếng kêu đấy. Đầu rung, nó thể hiện cho cái đầu rung. Vậy thì là chúng ta phải hiểu là để mà giảm ê buốt thì chúng ta có hai cách làm rất là đơn giản. Một là chúng ta sẽ lựa chọn cái đầu cao răng phù hợp, nhỏ thôi, kích thước nhỏ thôi thì lực nó sẽ ít, và để cái tốc độ rung nhẹ thôi thì là nó sẽ nhẹ nhàng hơn và giảm ê buốt. Cái đầu nó rung này mà thì nó sẽ đập vào trên bề mặt răng. Vậy để mà cái một trong những kỹ thuật mà giảm ê buốt là chúng ta sẽ phải là giảm tốc độ đấy, và chọn đầu cao răng nhỏ hơn. Nhưng mà tuy nhiên là những đầu cao răng nhỏ và tốc độ nhẹ thì rõ ràng là không thể phá được những cái mảng cao răng lớn. Cho nên mỗi một loại nó có những cái chỉ định khác nhau. Cái bước cuối cùng mình nghĩ là cái bước then chốt trong cái việc là giúp cho bạn giảm ê buốt trong quá trình lấy răng cao răng, đó chính là kỹ thuật lấy cao răng. Thế thì kỹ thuật lấy cao răng như thế nào là đúng chuẩn? Đó là đầu lấy cao răng phải nên song song với trục thâm răng. Như thế nào là song song? Tức là cái răng là thẳng như này, đúng không? Đầu lấy cao răng thì cũng nên thẳng như này là song song, như nói là thế thôi, nhưng thường là chúng ta hơi chéo một tí, tạo một góc kéo hơi chéo một tí thì nó mới dễ lấy cao răng. Còn nhiều người là sẽ là vội vàng là sẽ lấy răng đưa cái đầu vuông góc, hoặc không được đào tạo bài bản là sẽ đưa cái đầu là cao răng vuông góc vào mặt thân răng này, đi vuông góc thì sẽ nhanh, lấy nhanh hơn, dễ lấy hơn.
nhưng rõ ràng sẽ ê bốt hơn vì lực sóng nó sẽ truyền trực tiếp vuông góc và lại vào trong thân răng, nó sẽ gây ê bốt hơn cho chúng ta. Đó. Rồi thì cái cách đặt chân, cách đặt chân cũng không nhấp nhà như quá nhiều, đúng không? Tại vì mình phải hiểu là cái tùy vào cái loại cấu tạo của cái máy. Thì với cái máy mà mình chia sẻ trong video thì cái phát đạt đầu tiên sẽ tạo ra cái năng lượng cao nhất. Nó giống như là cái việc là mình di chuyển một cái xe ấy, thì cái lực mà để di chuyển cái xe ấy, nó phải thắng lực ma sát. Cho nên là lúc nào là cái lực đầu tiên nó lúc nào mạnh nhất. Sau đó thì cái lực nó mới bắt đầu nhàm giảm dần. Đó, cái độ rung nó bắt đầu nó êm dần. Đó, thì đầu cao răng nó cũng vậy. Nếu chúng ta cứ đạp nhấp nhá nhiều lần, lật nhá rất là nhanh nhiều lần thì thực sự là cái sóng siêu âm sẽ là mạnh hơn. Đấy, cho nên những người bác sĩ lâu năm ấy thì người ta sẽ đạp, nó vẫn phải về nhà không được đạp quá lâu. Đạp độ 10 giây thì lại dừng lại, đạp độ 10 giây thì lại dừng lại. Đấy. Chứ đạp lâu quá cũng không được, đạp lâu quá thì nó sẽ gây nóng. Đấy, cho nên là cái đấy, từng chi tiết nhỏ nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ có một cái phân biệt được là làm sao nha sĩ có thể giúp chúng ta là lấy cao răng nó nhẹ nhàng, đúng không? Tôi thống kê lại một chút nhé. Đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị bản thân mình, thứ hai là phải chuẩn bị cái dụng cụ, đầu dụng cụ, rồi tốc độ dụng cụ, ý cuối cùng là gì, là cái kỹ thuật đưa lên cái đầu cao răng, đưa lên bề mặt lợi, đưa lên bề mặt răng như thế nào. Thì trên đây là bác sĩ Sơn vừa tóm tắt lại cái bí quyết làm sao giúp nha sĩ giảm ê bốt trong quá trình lấy cao răng cho các bạn. Đấy, các bạn nếu mà các bạn còn tò mò cái điều gì trong cái nha khoa thì comment ở bên dưới để bác sĩ Sơn chia sẻ cho bạn, để bạn sẽ đỡ tâm lý lo lắng trước khi chúng ta đi điều trị, thực hiện một cái thủ thuật tại nha khoa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Hẹn gặp những video khác. Nhớ ủng hộ bác sĩ Sơn bằng cách bấm like và đăng ký kênh.